ngày 14 tháng 11, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra thông báo truy tìm xe ô tô có liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại quốc lộ 5 khiến một người phụ nữ tử vong. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 11, khi chị Đặng Thị Huyền trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, điều khiển xe mô tô mang kiểm soát 15A6663 chở theo con trai 4 tuổi, đi đến đoạn 86+900 quốc lộ 5 đoạn qua xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng, thì xảy ra va chạm với một xe ô tô chưa rõ biển số, danh tính lái xe. Sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô liên quan đến vụ việc đã nhanh chóng rời đi. Việc một bộ phận giới trẻ cuồng mộ khá bảnh là một hiện tượng rất đáng lo ngại. Hiện tại bé sơ sinh đang được điều trị hỗ trợ do sinh non tại khoa sơ sinh, còn anh trai là N.N.H. 4 tuổi, cũng đang phải điều trị tại khoa ngoại chấn thương tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng sau vụ tai nạn. Sau khi nhận được thông tin vụ việc và tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định phương tiện liên quan là xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota, số loại Altis, có màu sơn đen,